giới loài người, để sống đã bao điều là nơi thế giới loài người, ngày đầy chuyện buồn vui nơi thế giới loài người, nơi mà rất có khi là vui mừng và đôi khi buồn lắm. Nụ cười luôn có xanh trên môi, tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền yên vui. Có lắm lúc con tim khờ dại, để lòng mình không muốn ghét ai, có lắm lúc mong như trẻ dại, để mình được yêu mến với ai. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền quanh tôi. Cho chắc là Hoàng Lan không bị nặng đâu ha. Hay là tụi mình đi tới bệnh viện đi. Đi. Ừ, vậy đi. Các bạn ấy chắc là đi đến bệnh viện thăm Hoàng Lan. Hay là mình cũng đi đi. Đi đâu mà đi? Đi làm cái gì? Sao tự nhiên nổi nóng vậy? Ổng đi thì có làm sao đâu chứ. Bộ tính không về nhà hả? Về trước đi, ở đây chơi xíu mới về. Vậy thôi, mình ở đây chơi với bạn rồi chút nữa về chung luôn. Tao đã nói là về trước đi mà. Làm gì dữ vậy? Về thì về. Chú đi. Biết rồi, về đây. Nếu như mình không kéo dây túi của mày nó xuống, làm sao đây? Hoàng Lan sao rồi chị? Nó ở trong phòng mổ rồi. Ngọc Yến đâu chị? Ở nhà với ông nội Suri. Chắc nó lại làm phiền ông nữa. Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó đâu. Chắc chị buồn lắm hả? Cô giáo ơi, tôi nghĩ cô về trường đi, để mấy cháu học sinh đợi cô á.
Không sao đâu chị, tôi muốn ở lại đây đợi kết quả của phẫu thuật. Hoàng Lan bị như vậy, tôi không thể bỏ về được. Tôi xin lỗi chị. Lẽ ra tôi phải dặn các em qua đường phải cẩn thận. Tôi xin lỗi chị nhiều lắm. Anh đừng có lo lắng quá, rồi kết quả sẽ tốt thôi mà. Tôi cũng mong như vậy. Mà sao mổ gì mà lâu quá. Tôi muốn điên lên luôn. Mình ơi, bây giờ chúng ta phải làm cái gì cho gia đình họ bớt lo lắng đây? Em nghĩ là chúng ta cứ ở đây với họ là tốt nhất rồi. Cô, mấy con tới đây rồi hả? Cô, bạn Hoàng Lan sao rồi cô? Cô không biết, bạn ấy đang ở trong phòng mổ. Mấy em tới đây để làm cái gì? Dạ, tại tụi em lo cho Hoàng Lan quá. Cảm ơn mấy con đã tới thăm. Thôi cô giáo đưa mấy đứa về đi. Khi nào có kết quả rồi tôi sẽ báo liền. Vậy đi cô. Có vẻ không được tốt lắm. Tôi nghĩ có thể gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Bác sĩ nói đi. Con tôi nó không sao hết đúng không? Không sao mà bác sĩ. Nó chỉ bị thương nhẹ thôi đúng không bác sĩ? Bác sĩ! Anh ơi! Hoàng Lan! Mẹ! Tôi biết phải làm sao đây? Hoàng Lan không thể chết được đâu. Hoàng Lan vì con mà bị tai nạn. Con đã kéo dây kéo của cặp của bạn đó. Bác sĩ cứu Hoàng Lan đi. Bác sĩ, con xin bác sĩ mà. Bác sĩ cứu Hoàng Lan đi bác sĩ. Bác sĩ cứu Hoàng Lan đi mà. Bác sĩ ơi. Sao rồi? Hoàng Lan sao rồi? Dạ, hình như không ổn ba ơi. Tuy là đã phẫu thuật rồi, nhưng mà bác sĩ lại nói là cả nhà phải chuẩn bị tinh thần. Ngọc Yến đâu rồi ba? Nó đòi đến bệnh viện hoài. Nhưng bây giờ thì mệt, nằm ngủ trong phòng của ba. Ba ăn cơm chưa? Rồi, ba với Ngọc Yến ăn qua loa rồi. Nè, mà người ta nói chuẩn bị tinh thần nghĩa là sao con? Dạ, nghĩa là Hoàng Lan sẽ rất khó sống. Ủa, Suri, cái nước gì trong mắt con chảy là gì? Hả?
Đó, đó, ba ơi, chảy nước kìa, nó có nước chảy ra kìa. Lúc ở bệnh viện cũng vậy, giống như là khi con người khóc vậy đó. Dạ, con cũng không biết nữa. Tự nhiên con nghĩ đến Hoàng Lan, rồi có nước mắt, trong mắt con nó chảy ra. Cái này được gọi là nước mắt. Khi con người khóc, thường hay chảy ra đó ba. Ông ơi, nếu mà Hoàng Lan chết thì sao hả ông? Vậy có nghĩa là từ giờ trở đi con không được gặp Hoàng Lan nữa không? Thôi ông, thứ ba thứ mẹ học mới về. Ông ơi, có cô con ở đây không ông? Không. Ủa Suri, mắt em sao vậy? Sao khóc vậy? Ai ăn hiếp em hả? Ông ơi, ông cứu Hoàng Lan đi ông. Hoàng Lan bị sao vậy ông? Không. Không. Ông không làm được đâu. Bởi vì chuyện sống và chết của một con người nằm ngoài quyền hạn của những nhà ảo thuật. Ông ơi, vậy là Hoàng Lan không thể sống nữa ông. Chỉ còn một cách nữa thôi. Cách gì vậy Minh? Thời gian. Không. Không. Không được. Chị cũng không biết nữa. À, có phải là mẹ nhắc đến từng thời gian đúng không? Là phép màu thời gian phải không ta? Phép màu thời gian? Đúng rồi, mẹ nhắc đến từ đó đó chị. Mà cái đó là cách nào? Chị cũng không biết nữa. À, em đợi chị chút xíu. Thời gian phải không? Thời gian. Thời. À, đây nè. Tất cả các phép thuật liên quan đến thời gian có nghĩa là làm cho thời gian quay trở lại. Làm cho thời gian quay trở lại là sao? Có nghĩa là làm cho thời gian quay trở lại trước khi Hoàng Lan bị tai nạn đó. Tức là làm cho thời gian quay trở lại vào buổi sáng đúng không chị? Đúng. Vậy thì hay quá. Vậy chị làm đi. Chị cũng không biết nữa. Sao lại không biết? Ông mình còn làm không được nữa mà. Vậy có ai làm được không chị? Trời ơi, trong sách nói là phép thuật thời gian chưa có ai làm được hết. Nói như vậy chẳng khác nào là không làm được cách này. Chị cũng không biết nữa. Chị ơi, chị đừng chết. Chị ơi, chị đừng chết. Chị ơi, chị đừng chết. Ba, ba đến bệnh viện đi thăm Hoàng Lan một chút. Ủa, ba cầm cái nó ảo thuật chi vậy ba? Ba muốn thăm Hoàng Lan mà đừng để một ai biết. Hoàng Lan đang nằm ở phòng săn sóc đặc biệt đó ba. Ba biết. Ba đi đi. Dạ.
Tân Trùng ơi, có cách nào cứu Hoàng Lan không con? Mai Phương ơi, có cách nào cứu Hoàng Lan không con ơi? Mẹ, mẹ ơi, không thể để nó như vậy được à. Có cách nào cứu nó đi con ơi? Mẹ, sao rồi ba? Hoàng Lan sao hả ba? Kêu Suri về ve ve xuống đây. Dạ. Chúng ta sẽ dùng cách quay lại thời gian. Nhưng một mình ba thì không sử dụng phép thuật này được. Ủa, ba không sử dụng được là sao ba? Ba cần sự hợp sức của tất cả mọi thành viên trong nhà của chúng ta. Tuy nhiên ba phải nói trước, khi sử dụng phương pháp này sẽ rất nặng và có thể chúng ta sẽ bị nằm liệt giường vì nó rất phức tạp và tốn nhiều công sức. Nếu tất cả thành viên gia đình chúng ta đồng ý thì chúng ta sẽ làm. Không sao đâu ông, chỉ cần Hoàng Lan sống lại thì cho dù con có nằm liệt giường con cũng chịu được. Con cũng vậy. Nhất định chúng ta sẽ làm ba. Con cũng nghĩ vậy đó ba. Được, nếu vậy thì chúng ta sẽ làm. Khi con tỉnh dậy, con có thể gặp lại được chị của con rồi. Con chuẩn bị xong chưa? Dạ rồi. Loài người được sống với bao điều lành.
rẽ loài người, từng ngày đầy chuyện buồn vui. Nơi thế rẽ loài người, nơi mà rất có khi là vui mừng và đôi khi buồn lắm. Nụ cười luôn có sẵn trên môi, tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người? Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người? Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền quanh tôi. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền yên vui. Bạn tới hồi nào vậy? Trời, chiếc xe kia chạy vi phạm giao thông kìa. Mình chờ một chút rồi hãy đi nha. Ừ. Cái thằng nhà quê kia lại xuất hiện và cản trở mình nữa. Chút nữa mình tới kho phế phẩm của trường đó, chắc chắn là mình sẽ lượm được nhiều thứ. Suri, bạn có sao không? Mình không sao đâu. Đi thôi. Sao vậy? Thằng nhà quê bị cái gì vậy? Không biết nữa. Suri, tự nhiên bị xỉu à. Suri, bạn đỡ lên nha, mình đưa vô phòng y tế. Lẹ lên. À. Suri. Hoàng Lan, bạn chạy lên phòng giáo viên nói với cô nhanh đi. Ừ, mình đi liền. Tỉnh rồi. Ê thằng nhà quê, có sao không? Mạnh Vũ, mình nghĩ kỹ lại rồi. Hay là mình làm lớp học trở thành ga tàu vũ trụ được không? Cái gì? Thì biến lớp học trở thành ga tàu vũ trụ đó. Nhưng mà không biết trên vũ trụ có ga tàu không ha? Ê Suri, tỉnh lại. Suri, thằng nhà quê, tỉnh lại. Tỉnh lại. Bà qua đây có chuyện gì? Nghe nói có người bị bệnh. Bệnh hoạn cũng phải cẩn thận. Đêm thôi rồi lây cả nhà sao? Mà khi phát hiện cảm cúm thì phải đi bệnh viện. Chứ không thôi là để nó lây lan hết sớm rồi sao? Bên bị tai nạn giao thông, tôi đã dùng phép ảo thuật quay ngược thời gian. Tôi biết là không được dùng phép này, nhưng mong mọi người hãy thông cảm. Hôm nay ở trong mắt Suri có nước chảy ra, và con người nói là khi buồn thì sẽ có nước mắt chảy ra như vậy. Lúc Hoàng Lan bị tai nạn, tôi cũng muốn chảy nước ra giống như vậy, nhưng mà không được.